Hello, xin chào, năm chào anh em. Lại là em Kiên đây. Xin chào nhiều, hôm nay quay trở lại với chiều màng mủ. Màng mủ chiều thẳng đứng. Đã bắt đầu chụp được rồi nhé các bạn. Đây. Chụp rồi, đã là chụp được rồi. Đẹp luôn đấy. Em thích cái màu này hơn là màu vàng. Đợi màu vàng thì nó gạt mất rồi. Nên là nên như này, chụp như này thì đẹp hơn. Nắng chiều. Bí bí dưới kia. Xa xa bật nắng kìa. Nắng lại bật nắng. Chào giữ hiền nha. Mình chạy. Mong mủ chiều thẳng đứng của anh em. Đang lúa đang rất đẹp. Và ống này. Dẫn quang cụ ơi, cụ lên đi cụ ơi. Lúa đang rất đẹp, đừng để em thả thính là lại búc vé đi luôn đêm nay đây. Con này đẹp lắm rồi. Đang vàng ruộm này, em thích màu như này hơn anh qua đoàn ạ. Dẫn qua ạ. Màu này nó đẹp hơn. Sure. Chào nắng cho anh em nhá. Nắng là nắng mới yếu. Vàng quá lại khô lại khổ anh nhỉ. Em thích màu như này. Đẹp rồi đấy. Em thích màu này cực luôn đấy. Nó dễ làm. Rất dễ làm màu. Màu khác khó lắm. Sởi nắng chứ. Thực ra nắng hơi yếu thôi. Chứ còn lại là đẹp. Kia bắt đầu. Dưới kia. Cũng đang làm đồng về đây. Giấy ơi, nhưng ít vỏ bùa. Bùa làm sao được. Không thể mua được chứ. Dạ vâng anh Kiếm Anh ơi, chỗ này ngay thị trấn này, chỗ qua dưới kia là trường em này, trường em dưới đây, đây trường em đây, thì lên đây tầm khoảng một cây hơn một cây thôi mà. Văn Tiến, ngay trên màng mủ em ơi, màng mủ ngay gần thị trấn luôn mà, rồi cái view này cũng rất
rất dễ check in. Bây giờ xuống đây là check in được luôn đây này. Đây này, đấy. Đứng đây là check in một loạt luôn, check in luôn chỗ này này. Đấy, đang lúa đang vàng đẹp này. Đấy. Thấy chưa? Úi xời ơi, kia nắng nắng này. Nói chung là nắng góc này thì không phải nghĩ luôn. Đẹp lắm ấy. Nắng rất là đẹp luôn này. Mà góc này rất là hay. Ôi giời, cái màu vàng của lúa thì thôi rồi, nó mê mẩn lắm. Một cái màu hoa đào nữa, trời ơi chết luôn. Mẩn mê mê mẩn. Chỗ này check in này, chết luôn này. Wow 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 check in này. Wow. Chết chân chật luôn. Dạp ơi. Đẹp luôn này, trời nắng này. Chưa nữa. Cứ lên luôn vào ngay thì anh chỉ cho. Thả map luôn cho. Sẽ có ảnh đẹp mang về luôn. Góc này đẹp lắm. Góc này các bạn đã từng lọt vào Việt Nam mấy tấm liền rồi của các anh em ở khắp vùng miền. Mình thì ít chụp góc này, mình thì thường đi chụp nhiều góc mới hơn và chia sẻ với anh em để anh em dần dần lên thì có góc để chụp. Đấy. Góc này đẹp lắm, góc này mê mẩn luôn. Phạm Đình Long ơi, lúa đang vàng này. Chân đang đau thì làm sao mà xin visa đi được nhỉ? Sợi nắng này. Na. Nắng này, úi xời. Quạt nắng này, úi xời. Chỗ này chắc tầm khoảng 2 tuần nữa thôi. Tuần 2 tuần nữa. Thế thôi. Còn lại là vẫn còn bởi vì con vẫn thừa, vẫn còn xanh như cơ mà, nhưng mà chỉ tầm khoảng 2 tuần thôi. 2 tuần này, chân khỏi chưa? Ôi trời ơi. Anh chào chị Công Thanh nhá. Yên Bái xin chào Điện Biên. Lúa nhà anh đang ngả vàng rồi em ạ. Nắng lại đang rất vàng. Nắng này long lanh luôn. Long Long ơi, 2 tuần nữa chân ngon lành ạ. Ra luôn. Đẹp luôn đấy. Không phải suy nghĩ gì luôn. Ra đây là bao có ảnh đẹp mang về, không phải xoắn, không phải suy nghĩ gì cả. Long nhá, cứ xin visa là bảo anh ơi, tới này em ra với anh nhé, thế là xong. Lúa đang rất đẹp luôn. Đi ngang qua chỗ này thôi, chết luôn rồi. Lắm. Chỗ này. Sao ngày
rộng thì chết luôn này. Thằng ơi, đang đẹp lắm này. Nhớ Nghĩa Long đang sốt xình xịch. Thực ra Nghĩa Long mùa này nó cũng phải thực sự xuất sắc. Gọi Nguyễn Long vào đây cơ. Màu vàng ruộng luôn cả. Đây đây những bậc thang này, bậc thang lên tận trời luôn. Trên kia tí trên kia luôn kìa. Tôi bị thu mê quá. Thằng ơi, book luôn đi, tuần này tuần sau cũng được, càng sớm càng tốt. Nói chung là lên đây là bao ảnh đẹp mang về rồi, không phải xoắn, không phải suy nghĩ gì cả. Các bác ở trên này, bác Nguyệt, bác Thắng hết, ở trên này hết mà. U mê thì phải sang đây thì mới hết u mê được chứ, u mê ngồi ở trước màn hình gõ cứ u mê thì tôi cũng gõ được. Mà lúa bắt đầu vàng rồi này. Mấy nữa tung thính còn chết luôn ý, chứ đừng nói gì việc mà thả thính. Ôi đấy, lúa đang đẹp. Đủ đủ mé Sài Gòn. Này 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 này, góc rộng chết luôn, ôm luôn, tôi muốn ôm cả đất, tôi muốn ôm cả trời. Này nghe một bài thơ mà với lại nhìn lúa vàng có cảm xúc của mùa vàng trải, nó lại có một cảm xúc để viết thành một vài câu thơ gọi là con cóc. Thực ra là chưa thuộc lắm nhưng mà cái câu đầu đã thấy hay rồi. Em có về mùa vàng trải với anh, nơi có cả tình yêu anh ở đó. Đấy. Mấy câu vừa mới làm xong sáng nay nên trưa này chưa kịp thuộc nhưng mà mẩn mê. Cái gì có biết chăng u mê giấu mình sau đám lúa rồi. Về đi em, ghé thăm chiều sáng nhường. Nghỉ chơi anh ạ. Tuấn Năng nó nghỉ chơi nhá. Tuấn ơi, anh lại nhớ em. Lại nhớ em rồi Tuấn ơi. Dạ vâng, anh Tuấn Nguyễn ơi. 11, 12, à, mười mấy nhá, tầm tầm đấy đấy đấy, đầu tuần sau. Đầu tuần sau nữa là đẹp, đầu tuần sau đấy của anh là tầm khoảng 12 nữa là đẹp. Ngày thường ấy là đẹp đấy, cực đẹp luôn. Ơ, cháy lên rồi à, cháy. Tưởng học xong rồi chứ cháy ơi. Đang đẹp rồi, nói chung là điểm check in và để chụp được thì là ok hết rồi. Ổn rồi, muốn trải với em thế là đủ, không cần phải đi chụp nhiều làm gì cả. Đến cuối vụ làm gì cả, chụp bây giờ trở đi đấy
Đó, được rồi. Dưới kia đã thấy mảng mảng màu màu rồi kìa. Đấy. Em thích cái màu như thế này. Thứ nhất là rất dễ làm. Thứ hai là mảng xanh mảng vàng giống như những em bé mới tập vẽ, đánh đổ màu ra làm loang lổ dưới cái nắng chiều nữa thì thôi rồi. Tất cả mọi cái bảng màu nó rất là đẹp. Tứ tung. À, học xong rồi đi chơi, ok. Chả nhẽ hiểu hiện lại những gì á. 15 luôn đi. Chứ hủy mệt lắm. Mình lại vẫn tìm thấy. Thi thoảng người khác block luôn. Block ngay vào luôn đấy. Đấy. Giờ này thì muộn nắng rồi nhưng mà lúc nãy có một chút xíu nắng ấy. Đẹp lắm. Màu nó mê mẩn luôn. Block luôn. Block ngay. Ok. Đi chọn tấu bây giờ cũng quay lên đây cũng visa cũng nhiều thế. Người ta đi chơi lễ thì cụ về thì làm gì có lúa chụp mà. Cụ cứ gửi mấy cái thẻ nhớ lên đây cho em là kiểu gì cũng có một cái thẻ quay trở quay đầu còn. Trời ơi, đã về nấu cơm đâu, đã được ăn tối đâu. Thở hít không khí mùi hương lúa đã thấy no rồi. À, đúng rồi, ngủ giấu mình trong hương lúa. Yes, ok, à, tự nhiên giống mình trong hương lắm. Tí nữa cơ, nếu mà còn cái đợi ai đợi phơi sáng mà phố lên đèn gặp mây luôn, xuống phố rồi xuống chấn thị, thị trấn, chấn thị, tôi gọi là chấn thị cho vần với câu thơ của tôi, nó đẹp đến mê mẩn luôn đấy. Chào khu. Xem chào khu nhá. Ôi, bún chải lúa đang vàng. Thôi anh làm gì phải ước anh Tuấn ơi, mấy em nữa mà mấy nữa cả cả buổi chiều lên đây em đã sắp xếp cho một buổi chiều lên đây thâu ngắm ngắm hoàng hôn thì muốn trải không thiếu, chỉ thiếu mỗi bình minh nó hơi xa tí thôi chứ còn hoàng hôn thì không thiếu. Hoàng hôn loanh quanh thị trấn đầy đẹp luôn, chiều sáng nhù chiều mang mủ. À, Phúc Anh cũng còn xanh thế anh. Ôi rồi chỗ này là đẹp rồi đấy thế anh ơi. À, Phúc Anh ơi, rồi ôi còn những chỗ nó còn xanh lét cơ. Chỗ này là đẹp rồi, như này là đẹp rồi này, mấy nữa đây 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 đoạn này đây đây đẹp rồi. Anh thích màu như thế này chứ không thích màu vàng quá, vàng quá nó vàng như dưới kia kìa, anh không thích. Vàng như này anh không thích, nó vàng không mấy. Đây cái mảng miếng này này, đây này, à, thấy chưa? Sôi sôi, lát cắt chỗ này cũng đẹp luôn này, đấy chỗ này làm phát cũng lát cắt luôn này, chiều thẳng đứng luôn này. Anh cảm ơn Tùng nhé. Góc bên phải, yes, đấy, đây, 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 bên phải đây. Góc bên phải thì hầu như là không có lúa, không có gì.
phá cột điện. Nguyễn Toản ơi, tôi chào ông Toản nha. Ông trách này ngay lại giúp tôi ít cái thông tin cái nha. Mai chuẩn bị cho một năm học mới đây này, trời xanh, hy vọng là ngày mai nắng sẽ rất đẹp để các con đến trường với niềm hân hoan, các thầy cô giáo rồi bạn bè đến trường đón một cái năm học mới thật là tuyệt vời, để mọi cái vạn sự khởi đầu nan cho một cái năm mới nhiều thành công. Đấy. Chắc tuần sau phải đi thôi. Đi luôn đi, tuần sau đi là được rồi, sau lên là ok lắm rồi, đẹp rồi. Phượng hôm nay như không đi đánh bóng hay sao nhỉ Phượng nhỉ? Góc bên này thì không có gì, chủ yếu góc đằng trước mặt này là đẹp, chủ yếu góc trước mặt rất đẹp luôn, mảng miếng chứ lắm, giống đứa trẻ đánh rơi màu mê mẩn luôn. Phượng ơi, mai lên lấy thuốc nha. Quên này. Chết thật. Wow. Đẹp lắm. Mê mẩn luôn. Chỗ này đã cắt ngay rồi. Mọi người chỉ cần đứng này. Dọc đẹp, ngang cũng đẹp. Ngang đẹp nữa. Muộn rồi, em đi về đây. Đây. Anh ngắm xíu, hôm nay thực ra là nắng yếu và lại là hơi muộn rồi. Rồi, em xin phép kết thúc live nha. Em chào các bác nha. Còn thực ra muốn nói chuyện nhiều lắm. Đúng rồi, nói chuyện thoải mái luôn đấy. Nhưng mà muộn rồi, đấy, bắt đầu ráng vàng kìa.